Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tuyến Ban chỉ đạo tiểu ban điều phối xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 để triển khai một số nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo tỉnh đã trao đổi cùng với đại diện Bộ Y tế, các sở ngành, huyện thị thành phố một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh nhằm sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, đảm bảo tính hiệu quả trong điều tra dịch tễ. Phát biểu kết luận, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các địa phương phải chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ để phòng chống dịch kịp thời hiệu quả. Đối với kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong triển khai, kết hợp nhuần nhuyễn giữa xét nghiệm PCR và test nhanh, đồng thời tăng cường năng lực phòng chống dịch về cả nhân lực, vật lực. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh phải nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong phòng chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận và chấp hành chủ trương chung. Trong đó cần phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp. Các cấp ngành địa phương quan tâm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai hoạt động sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ và 2 địa điểm, 1 con đường. Để nâng cao năng lực cho các địa phương, tỉnh sẽ sớm trang bị máy xét nghiệm PCR cho toàn bộ huyện thị thành phố trực thuộc, phục vụ cho công tác chủ động ứng phó dịch ở cơ sở. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Lộc, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự phiên chợ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức. Chợ nhân đạo được triển khai tại điểm hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số 104 đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Các nhóm đối tượng được hỗ trợ từ phiên chợ nhân đạo là công nhân mất việc làm hoặc giảm thu nhập do dịch COVID-19, người lao động ở các khu nhà trọ, người nghèo, người mù, người bán vé số lẻ, ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Lượng hàng hóa cung ứng tại phiên chợ nhân đạo hôm nay lên hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại do các doanh nghiệp, các địa phương trong và ngoài tỉnh và các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ. Hoạt động phiên chợ bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Đứa con dâu với lại đứa con trai á, và nó làm công ty nhưng mà thứ hai này là nó bị nghỉ ở nhà luôn rồi. Ở nhà thì có mình tôi là già với lại đứa cháu một côi. Bây giờ là có quỹ từ thiện này cho thì gia đình cũng rất cảm ơn. Em bán vé số mà giờ ngưng vé số, bây giờ em có mấy món quà hỗ trợ, món củ quả rồi gạo đồ em cũng dùng cũng đỡ qua hàng ngày. Có gạo nè, có thức ăn đồ này để mình nấu mình ăn. Chứ giờ nó đang khó khăn mà mua thì mắc lắm mà cũng đâu có tiền đâu mà mua. Những cái hoạt động này tôi cho rằng hết sức là ý nghĩa. Và tôi cũng rất là cảm ơn các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã cùng với lại chính quyền, cùng với lại đoàn thể để chăm lo cho người dân nghèo của tỉnh Bình Dương chúng ta vượt qua cái cơn là đại dịch này. Các mô hình siêu thị không đồng chợ nhân đạo được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, đã cung ứng hàng trăm tấn lương thực thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu. Hoạt động ý nghĩa này nhằm chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường. Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Giáo tổ chức phiên chợ không đồng lần thứ nhất năm 2021 nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19. Phiên chợ gồm có 15 mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá 107 triệu đồng, hỗ trợ hơn 200 suất đi chợ. Các gian hàng được sắp xếp hợp lý, có khoảng cách an toàn. Tất cả người dân tham gia đi chợ thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K. Hôm nay đi chợ đây thấy đồ cũng tươi, tốt, ngon lành thì cũng phù hợp với gia đình. Mình cũng cảm ơn. Mình cũng không có đi chợ mua được đồ ăn gì cho bé hết á. Bữa nay được ở ấp cho giấy á, thì ra lãnh cũng mừng. Sau cái phiên chợ không đồng này thì Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục là kêu gọi mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là hỗ trợ, chung tay đóng góp cùng với Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ vận động đi trao cho những cái đối tượng khác nữa trên địa bàn huyện. Thì dịch trên địa bàn huyện thì nói chung là cũng diễn biến phức tạp, thì Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ cố gắng hết sức
cộng đồng trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương để làm sao đó cho bà con có những cái phần quà ấm no trong cái mùa dịch Covid. Ngoài phiên chợ không đồng, từ đầu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Giáo đã tổ chức nhiều chuyến thăm tặng quà các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn, qua đó kịp thời động viên tinh thần người dân và các lực lượng chức năng an tâm kiên cường chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 vào sáng nay, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, các địa phương chưa có dịch thì phải chuẩn bị ngay, các địa phương đang có dịch phải chuẩn bị cao hơn một bước so với yêu cầu, đồng thời phải chuẩn bị các kế hoạch cho tình huống xấu có thể xảy ra để khi dịch bùng phát không bị bối rối, hoang mang. Theo Bộ trưởng, tinh thần chống dịch phải triển khai các biện pháp một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và quyết liệt hơn, quyết tâm hơn để có thể khống chế được dịch bệnh sớm. Các địa phương phải có năm chuẩn bị để không lúng túng, hoang mang khi có dịch xảy ra, đặc biệt thực hiện phong tỏa giãn cách phải nghiêm, tránh bên ngoài chặt, bên trong lỏng. Bộ trưởng cho biết Bình Dương, Đồng Nai, Long An sẽ cực kỳ nóng tới đây. Do đó, các tổ công tác của Bộ Y tế phải phát huy tích cực vai trò tại địa phương. Nếu các địa phương có đề xuất về nhân lực, liên hệ báo cáo với các đồng chí thứ trưởng đã được phân công để có điều tiết phù hợp. Theo báo cáo của tỉnh Bình Dương, hiện tỉnh đang có 2.062 F0. Cứ 7 đến 8 ngày, số ca F0 tại Bình Dương tăng gấp đôi. Tỉnh nhận định số ca F0 trên địa bàn Bình Dương chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều trong thời gian tới. Trong một tuần nữa, Bình Dương sẽ thêm 3.000 giường và có kế hoạch nâng lên 10.000 giường. Tuy nhiên, nếu số lượng bệnh nhân tăng sẽ khó khăn do đang rất thiếu nhân lực, cùng lúc vừa lo nhân lực cách ly điều trị F0, tiêm vaccine, truy vết điều tra vùng dịch. Đại diện Bình Dương cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ về máy xét nghiệm hóa chất, xin 200 cán bộ của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để phục vụ lấy mẫu trong các khu cách ly điều trị ban đầu. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tại các điểm cách ly trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đoàn đã kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Bình Mỹ, nơi đang cách ly 195 người thuộc diện F1. Theo đánh giá của Bộ Y tế, điểm cách ly này chưa trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, đặc biệt là do sử dụng trường tiểu học làm điểm cách ly tập trung, nên dù bố trí được 28 phòng, nhưng lại không có phòng vệ sinh riêng, nên không đảm bảo an toàn. Đoàn cũng đến kiểm tra các trường hợp cách ly F1 tại nhà riêng. Đây là những trường hợp thực hiện đầy đủ cam kết cách ly tại nhà và có sự giám sát của địa phương. Thưa quý vị, những ngày qua, trước lo ngại về dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người tiêu dùng đổ xô mua hàng hóa thiết yếu tích trữ, nhất là thịt heo, gạo, mì gói, rau củ quả. Điều này vô tình làm cho giá cả rau củ quả cùng nhiều mặt hàng có dấu hiệu cháy hàng, loạn giá. Tại hệ thống Bách Hóa Xanh, huyện Bắc Tân Uyên, các kệ hàng hóa thiết yếu luôn đầy ắp nguồn hàng, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân. Nhập vào có giá hơi cao hơn thì công ty có lên hơn một xíu, nhưng mà tất cả hầu như là tất cả sản phẩm đều có giá ổn định hết, và khoảng chừng 10-20% à. Công ty thì cũng có đăng ký một số các sản phẩm bình ổn giá. Ở các chợ truyền thống, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Tuy số lượng người bán ít hơn, nhưng hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn định. Riêng các mặt hàng gạo, thịt heo, mì gói, rau củ quả, do nhiều người mua tích trữ và chợ đầu mối nông sản đóng cửa, nên gây ra tình trạng khan hiếm hàng, mỗi nơi một giá. Tôi mua có 2 trái bầu với 1 trái bí mà tính tôi 180 ngàn. Rau củ với trứng là lên giá. Còn như thịt heo với cá rồi, với lại gạo rồi các loại nhu yếu phẩm vẫn bình thường, giá nó cũng lên chút đỉnh thôi. Theo khuyến cáo, người tiêu dùng chỉ cần mua đúng, mua đủ, không nên tích trữ quá nhiều vì hàng hóa trên thị trường luôn dồi dào, nhất là gạo, mì và thịt. Song song đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra giám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ đối với việc kê khai giá, bán hàng theo giá niêm yết nhằm ngăn chặn tình trạng loạn giá, góp phần ổn định thị trường. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng, kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.